Mến chào quý khán thính giả thân yêu của bản tin 24 giờ. Chúc quý vị có một ngày làm việc tràn đầy năng lượng và hiệu quả. Sau đây, chúng tôi xin gửi đến quý khán thính giả những thông tin mới nhất, chính xác nhất về tình hình an ninh, chính trị, xã hội, dịch bệnh trong nước và quốc tế ở 24 giờ qua. Sau đây là những tin chính có trong chương trình. Xin chào quý vị và các bạn đã đến với bản tin dự báo thời tiết trên bản tin 24 giờ. Bản tin dự báo thời tiết cho hôm nay, ngày mai và 10 ngày sắp tới. Thưa quý vị và các bạn, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia vừa đưa ra thông tin dự báo thời tiết 10 ngày tới tại khu vực Hà Nội và cả nước. Dự báo thời tiết các khu vực trong 24 đến 48 giờ tới. Bắc Bộ chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải nơi. Riêng vùng núi có mưa rào và dông rải rác. Cục bộ có mưa vừa, mưa to, ngày nắng nóng. Riêng khu vực Đồng bằng và Hòa Bình có nắng nóng và nắng nóng gay gắt. Khu vực từ Thanh Hóa đến Phú Yên, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng gay gắt. Các khu vực khác, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Nhận định về hình thế thời tiết đêm nay đến ngày 30 tháng 6, Bắc Bộ từ đêm mai đến ngày 26 tháng 6 có mưa rào và rải rác và dông. Cục bộ có mưa to đến rất to, riêng thời kỳ từ 23 đến 25 tháng 6 có mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to. Từ 27 đến 29 tháng 6, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác. Khu vực từ Thanh Hóa đến Phú Yên ngày 23 tháng 6 có nắng nóng và nắng nóng gay gắt. Từ ngày 24 tháng 6, nắng nóng có khả năng giảm dần. Từ ngày 25 đến 30 tháng 6, chiều và tối có mưa rào rải rác. Riêng Thanh Hóa và Nghệ An, từ đêm 23 đến 27 tháng 6, có mưa rào và dông rải rác. Cục bộ có mưa vừa, mưa to. Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ, từ khoảng ngày 24 tháng 6, chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Thưa quý vị, ngày hôm nay, Bắc Bộ tăng nhiệt. Khu vực Đồng bằng và Hòa Bình nắng nóng và có nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao phổ biến từ 35 đến 38 độ, có nơi trên 38 độ. Điểm tin thời tiết nổi bật trong đêm nay và ngày mai, theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, chiều tối và đêm nay, vùng núi Bắc Bộ mưa rào và dông, cục bộ mưa to với lượng mưa từ 20 đến 40mm, có nơi trên 60mm. Ngày mai, Bắc Bộ nắng nóng, khu vực Đồng bằng và Hòa Bình nắng nóng và nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35 đến 38 độ, có nơi trên 38 độ. Độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến từ 50 đến 65%. Hóa đến Phú Yên, nắng nóng và nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 36 đến 38 độ, có nơi trên 39 độ. Dự báo thời tiết các vùng trên cả nước trong ngày và đêm nay, ngày mai. Hà Nội, chiều tối và đêm mưa rào có dông vài nơi, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, gió đông nam đến nam cấp 2-3. Trong mưa dông khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, nhiệt độ thấp nhất từ 28 đến 30 độ, nhiệt độ cao nhất từ 36 đến 38 độ. Phía Tây Bắc Bộ, chiều tối và đêm nay có mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa vừa mưa to, ngày nắng nóng. Hòa Bình, nắng nóng và nắng nóng gay gắt, gió nhẹ. Trong mưa dông có thể xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 đến 28 độ, khu vực Tây Bắc 21 đến 24 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 32 đến 35 độ, Hòa Bình từ 36 đến 38 độ. Phía Đông Bắc, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, vùng núi mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to, ngày nắng nóng. Đồng bằng nắng nóng và nắng nóng gay gắt, gió đông nam đến nam cấp 2-3, trong dông có nguy cơ xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 26 đến 29 độ, nhiệt độ cao nhất từ 34 đến 37 độ, có nơi trên 37 độ. Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, gió tây nam cấp 2-3, trong mưa dông đề phòng lốc sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 27 đến 30 độ, nhiệt độ cao nhất từ 35 đến 38 độ, có nơi trên 38 độ. Đà Nẵng, Bình Thuận, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng. Phía Bắc, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, gió Tây Nam cấp 2-3. Dự báo xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh trong dông. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 đến 28 độ, nhiệt độ cao nhất phía Bắc 34 đến 37 độ, có nơi trên 37 độ. Phía Nam 31 đến 34 độ, có nơi trên 34 độ. Tây Nguyên, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng, gió Tây Nam cấp 2-3, cảnh báo lốc, sét và gió giật mạnh trong dông. Nhiệt độ thấp nhất từ 21 đến 24 độ, nhiệt độ cao nhất từ 29 đến 32 độ, có nơi trên 32 độ. Nam Bộ, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, gió Tây Nam cấp 2-3, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.
nhiệt độ thấp nhất là 24-27 độ, nhiệt độ cao nhất từ 32-35 độ, có nơi trên 35 độ. Thời tiết trên biển, quần đảo Hoàng Sa không mưa, gió nam đến tây nam cấp 4-5. Quần đảo Trường Sa có mưa rào và rải rác, gió tây nam cấp 4. Tầm nhìn xa trên 10 km giảm xuống còn 4-10 km trong mưa. Thưa quý vị, cơn mưa trắng trời vào giữa giờ cao điểm đã khiến nhiều tuyến phố thủ đô ngập trong nước, người dân đi lại khó khăn, hàng loạt xe chết máy. Từ 18 giờ chiều hôm nay, mây đối lưu đã gây ra mưa rào và dông trên các địa bàn quận, huyện phía tây nam thủ đô và tiếp tục mở rộng tới quận nội đô khiến ngập úng nhiều khu vực. Đến thời điểm 17 giờ 25 phút, có các điểm ngập như Thụy Khê, Dốc La Phô, Hoa Bằng, Đỗ Đức Dục, ngã tư Phan Bội Châu, Lý Thường Kiệt, Phan Văn Trường, Trần Bình, đoạn trường cổng Ủy ban Nhân dân phường Mai Dịch, Nguyễn Khuyến, đoạn trước cổng trường Lý Thường Kiệt, Hòe Nhai. Theo ghi nhận, điểm ngập đều có độ sâu khoảng 20-30 cm. Do nước ngập nên một số phương tiện di chuyển khó khăn, một số xe máy đã bị chết máy. Theo công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên cấp thoát nước Hà Nội, mưa lớn đã xảy ra trên diện rộng trên toàn địa bàn thành phố. Lượng mưa đo được tại một số khu vực tính đến thời điểm 19 giờ 30 phút như sau. Lượng mưa đo được cao nhất là Thanh Xuân 94,3 mm, quận Nam Từ Liêm lên đến 72,3 mm, Hà Đông 64,8 mm, Cầu Giấy 43,2, Hoài Đức là 42,9 mm, Tây Hồ 39,5. Còn các quận gồm Đống Đa, Ba Đình, Hoàn Kiếm đều có lượng mưa trên 20 mm. Mưa lớn dồn dập trong thời gian ngắn đã gây ra quá tải cho hệ thống thoát nước của thành phố. Đến thời điểm 19 giờ cùng ngày, mưa lớn đã gây ngập úng cục bộ tại một số tuyến đường Hoa Bằng, Trần Bình, Phan Văn Trường, Đỗ Đức Dục, Thụy Khê, Nguyễn Khuyến, ngã tư Phan Bội Châu, Lý Thường Kiệt, Phùng Hưng, Tông Đản, Điện Biên Phủ, Nguyễn Tri Phương. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên cấp thoát nước Hà Nội thực hiện vận hành các cửa phai của hồ điều hòa và các trạm bơm đầu mối Yên Sở, Đồng Bông 1, Đồng Bông 2, Cổ Nhuế để hạ mực nước trên hệ thống, đồng thời triển khai công tác ứng dụng giải quyết cấp thoát nước, tua vớt rác tại miệng thu để đảm bảo nước tiêu thoát nhanh nhất. Các thông tin lượng mưa, chế độ vận hành bơm, cửa phai và tình hình ngập úng được cập nhật theo thời gian thực tế của Trung tâm Giám sát Hệ thống Thoát nước. Hiện tại mưa vẫn chưa ngớt. Theo dự báo, mưa dông có thể tiếp tục xảy ra trên địa bàn thành phố. Các lực lượng phương tiện của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên cấp thoát nước Hà Nội đang tiếp tục ứng trực, tập trung làm vệ sinh, thanh thải để bảo vệ, đảm bảo thông thoáng dòng chảy. Quý vị thân mến, trận mưa to kéo dài từ 19 giờ đến gần 20 giờ tối hôm qua đã khiến cho một số tuyến đường ở thành phố Hải Dương bị ngập úng. Các tuyến đường Khúc Thừa Dụ, Vũ Hữu, Ngô Quyền, Đỗ Ngọc Du, Lê Quý Đôn, Thái Bình bị ngập và có đoạn ngập sâu. Đường Nguyễn Lương Bằng ngập từ đoạn giao với đường Đức Minh đến ngã tư đèn đỏ giao với đường Ngô Quyền. Đầu đường Nguyễn Thị Duệ giao với đường Nguyễn Lương Bằng cũng bị ngập. Tuy nhiên, tình trạng ngập úng ở các tuyến này không kéo dài. Sau khi ngớt mưa, công nhân công ty cổ phần môi trường đô thị Hải Dương đã đến các điểm ngập úng mở nắp cống để nước thoát nhanh và đặt biển cảnh báo cho người dân di chuyển qua. Nước ngập tràn lên vỉa hè của đường Lê Quý Đôn. Trên tuyến đường Nguyễn Thị Duệ bị ngập, công nhân công ty cổ phần môi trường đô thị Hải Dương mở nắp cống để thoát nước nhanh trên đường Nguyễn Lương Bằng. Còn tại Thái Nguyên, cơn mưa lớn sáng nay đã gây ra ngập úng cục bộ tại một số khu dân cư và tuyến đường trên địa bàn thành phố Thái Nguyên. Một số điểm bị ngập nặng từ 30-50 cm gồm có đường Thống Nhất, đoạn qua hầm chui đường sắt, đường Hoàng Văn Thụ, ngã tư Lương Ngọc Quyến, Phan Đình Phùng, đường Bến Oánh, đoạn chợ Túc Duyên, ngã tư đường Quang Trung, Z115. Do đây là những địa điểm trũng nên phải sau khi tạnh mưa khoảng 15-30 phút tùy vào địa điểm, nước tại các vị trí này mới bắt đầu rút. Đến khoảng 9:30, nước rút toàn bộ, việc tham gia giao thông của người dân trở nên bình thường. Theo đánh giá của cơ quan chức năng thành phố Thái Nguyên, nguyên nhân của tình trạng ngập úng cục bộ là do mưa to, hệ thống thoát nước mặt bằng không kịp xử lý nên nước dồn về những vị trí thấp hơn. Tại một số địa điểm như chợ Túc Duyên, nhiều tiểu thương chưa có ý thức giữ gìn vệ sinh môi trường nên thường xả rác thải, nhất là túi ni lông gây ra ngay lề đường, khiến cửa cổng thoát nước bị chặn, gây tình trạng bị ngập úng cục bộ. Tại Mường La xảy ra mưa to, gió lốc, thiệt hại hơn 335 triệu đồng ngày hôm kia tại địa bàn xã Nậm Rôn và Tạ Bú
huyện Mường La đã xảy ra mưa to kèm theo gió lốc làm bị thương một người và gây thiệt hại tài sản của nhà nước và nhân dân. Theo đó, sét đánh đã làm bị thương một cháu bé ở bản Púng Mùa, xã Nậm Rôn. Mưa lớn làm thiệt hại 0,65 hectare lúa, cuốn trôi 5 con trâu, 1 con bò, 1 con bê ở xã Tạ Bú, sạt lở tòa ly Dương Triều dài khoảng 50 mét từ ngã ba cầu Vạn Bú đi bản Thẩm Hon đi Liệp Tè, đường vành đai thủy điện Sơn La. Khối lượng đất đá khoảng 165 mét khối đổ 60 mét tường bao bệnh viện đa khoa huyện mới, tổng thiệt hại ước tính khoảng 335 triệu đồng. Ban chỉ huy phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn huyện đã tổ chức kiểm tra thực tế tại các xã, các điểm bị ảnh hưởng, nắm bắt tình hình thiệt hại, chỉ đạo công tác khắc phục, thống kê thiệt hại, đồng thời chỉ đạo các xã huy động lực lượng nhanh chóng khắc phục hậu quả thiệt hại do mưa lũ gây ra, giúp đỡ những hộ dân bị ảnh hưởng, tuyên truyền các biện pháp phòng chống mưa lũ, gió lốc đảm bảo cho an toàn tài sản. Đến đây, bản tin dự báo thời tiết trên kênh Bản tin 24 giờ xin được phép khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị các bạn trong bản tin tiếp theo. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Mọi đóng góp của quý vị và các bạn hãy để lại trong phần bình luận phía bên dưới video hoặc viết thư về cho ban biên tập chúng tôi để chúng tôi kịp thời hồi đáp. Một lần nữa, thay mặt cho ekip làm chương trình, thì Vân xin được cảm ơn sự quan tâm và theo dõi của quý vị và các bạn. Xin chào và gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo.